tất cả mọi người ra đây mà xem. Tất cả mọi người ra đây mà xem công danh Trần Channel đăng video mới này. Như các bạn đã biết, U23 Việt Nam của chúng ta đã giành được giải Á quân và giải Fair Play của giải AFC U23 châu Á. Dẫu vậy, điều mà trước đó chưa một đội bóng Đông Nam Á nào làm được đã thuộc về U23 Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự đã là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ nước nhà sau những màn trình diễn tuyệt vời của họ trên đất Trung Quốc. Nuối tiếc vì cha mặc áo số 11 ở đội UZB ghi bàn vào phút chót và làm chúng ta mất cơ hội giành cúp vô địch, và cả hoang mang vì hầu như cả trận không thấy trái banh ở đâu cả. Và phút thứ 8 của trận đấu, quả đá của Uber Kitten, cầu vòng sau đứt của Quang Hải và cả cú đá của cha nội số 11 Uber chúng ta cũng chả thấy đâu. Thậm chí anh bình luận viên còn nói rằng tôi méo thấy bóng ở đâu cả. Đặc biệt trong hiệp 1, các tuyển thủ Uzbekistan lại dùng phép ninja tàng hình thần trưởng khiến chúng ta phải hoa cả mắt. Nhưng nói gì thì nói cũng chẳng thay đổi được chi. Lễ trao giải cũng đã diễn ra ngay sau đó rồi. Nhưng thêm một điều nữa mình phải công nhận là úi giời ơi, cúp gì mà xấu thế. Thà vào siêu thị mua lốc ly về uống nước ngọt ăn Tết có phải tốt hơn không? Thậm chí cái ly nhà bố còn đẹp hơn cái cúp nhá. Nói gì thì nói, giải đấu cũng đã kết thúc rồi, nhưng cũng đã để lại cho biết bao người hâm mộ những ký ức thật khó quên. Tuy các anh không vô địch cúp nhưng các anh đã vô địch trong tim của biết bao người hâm mộ. Các anh chính là những người anh hùng của nền bóng đá Việt Nam. Các anh đã đại diện cho cả Đông Nam Á. Việt Nam là quốc gia đầu tiên có đội bóng đi vào chung kết châu Á. Và cả người dân Việt Nam đều tự hào với những thành tích mà các anh đã đạt được. Vì tất cả.